Hello, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79. Xin chào tất cả anh em đam mê xe, chào tất cả quý khách hàng mến quý, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn nha. Mô tô Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, có mua có bán có trao đổi luôn ha quý khách. Rồi giờ này là 12 giờ rưỡi trưa nè, tại vì sợ buổi chiều nó mưa và sáng giờ thì mang ra ghi hình buổi sáng nhưng mà kẹt vì kẹt khách quá rồi mới làm được cái clip thôi. Rồi bây giờ tiếp tục tranh thủ thời gian buổi trưa ghi hình cho sợ buổi chiều nó mưa và kẹt khách, nên tập trung làm cho nó xong cái những cái clip để phục vụ các anh quan tâm xem nha. Rồi cũng như nói cái clip lúc nãy thì cũng khoe với các anh thì mình làm xiên lắm. Mình làm xiên lắm, ai mà hưởng ứng cái việc làm xiên mình thì hưởng ứng nha, còn ai mà không hưởng ứng chê mình làm màu thì kệ. Chứ còn cái việc mua bán mình vẫn rất thích làm xiên, nó tạo ra một cái nguồn năng lượng nó rất là lớn, và hơn hết thì nó sẽ tạo kết quả của công việc của chính mình, nên mình khoái làm xiên, khoái vui vẻ, khoái làm xiên. Rồi nói nó hơi bên lề một chút xíu, khoe bản thân một chút xíu, nên thành ra các anh cũng đừng có nghĩ gì nhiều nha, cứ thương chủ quán xe vui vẻ nha, chủ yếu phục vụ xe đẹp mà thôi. Hai cái clip trước thì làm phát bóp quay cái cho người ta thấy đây, được rồi. Đó, đứng rộng ra. Rồi phát bóp 2022 mới lăn bánh 300 cây số và 2.500. Chiếc thứ hai là chiếc Triumph T120 đời 2016, đăng ký lần đầu 2017, đúng một chủ đập thùng. Rồi hai clip xong rồi, tới clip thứ ba là chiếc Ford Boy đời 2021, siêu keng luôn, siêu keng luôn. Rồi các anh em xem qua cho nha. Hôm nay ở trong cửa hàng xe về nhiều lắm, mùa này bán hơi é nên thành ra cũng bán é nhiều chứ không phải hơi gì hết, nên thành ra xe về nhiều lắm, ngày nào cũng hết tiền, ngày nào cũng hết gạo hết, nhưng mà nó nhiều quá, giờ mang ra ngoài này ghi luôn, trong đó chật quá. Rồi đi vào chi tiết cái clip này ha quý khách. Chiếc này đời 2021, Ford Boy 2019 2018, trở về trước thì phiên bản nhập Mỹ nó cũng giống như thế này, và máy cũng 114 y chang luôn, 2017 2018 đây như vậy, 2018 như vậy, còn 2017 trở về trước thì máy nó 107 mà thôi, nó về xa hơn thì Ford Boy là vậy. Ford Boy là một dòng sách theo của Harley, sách theo thì nó có tới 9 đầu xe lận, và trong riêng cái Harley mà Fastboy không thì nó qua các đời nó cũng rất là nhiều rồi chứ không phải là ít. Đời 2021 gần đây so với 2022 thì nó khác nhau, cái mâm của 2021 là nó cũng mâm liền nguyên khối như 2020 2019, và 2021 và 2022 thì những cái bản này nó mạ chrome bóng y chang luôn. Nó khác với 2019-2020 thì cái này cũng mạ chrome bóng y như 2022 ha. Rồi cho xem cái ô đô. Đúng chính xác thì chiếc này hôm trong Tết mình có giao dịch với một người anh, và một người anh mua về cũng trưng bày là chính mà thôi. Lúc giao dịch thì 700 cây số, mà ngày hôm nay anh đi 700 cây hay 500 cây quên rồi. Hôm nay anh chỉ đi có 300 cây 400 cây, là chiếc xe này hôm nay 1040 cây số ha. Rồi về ảnh trưng bày là chính, một người anh siêu dễ thương, siêu dễ mến, mua về đây 1045 km ha. Chiếc xe Ford Boy mà lăn bánh có 1400 km thì nó siêu mới rồi ha quý khách, rất là mới. Odo 1000 cây nè. Chiếc xe hai tông màu nè, màu xám đen, đường chỉ nó được vẽ xanh và đen, cái tông màu phối rất là đẹp nè ha. Những cái chỉ này là được vẽ qua văn tại hãng ha, của nhà sản xuất ha. Trời, chiếc xe nó mới len keng nè. Rồi mới len keng luôn ha.
Rồi. Đây. Từ phụt trở xuống. Và tất cả ha. Đây cái đát đây, đát Vin. Sản xuất tháng 4 2021 ha quý khách, tháng 4 2021. Siêu mới, siêu keng rồi. Đây động cơ của Fatboy thì máy MQIA, máy 114. Rồi 1868cc nha. Rồi. Nó mới quá mình. Các anh xem qua ha, từ trên những cái tay thắng nè. Rất là lướt nè. Các anh đang tìm cho một chiếc Fatboy siêu keng siêu mới thì đừng bỏ qua chiếc này uổng ha. Vừa tầm tiền hôm nay lắm. Xe này được lên chống đổ trước và bô version 2. Rồi, gói đồ chơi cho chiếc này cũng tầm 50 triệu à. Tựa lưng nè, bô nè, chống đổ nè, rồi ba món. Rồi, quá mới và quá ngon luôn. Siêu keng. Tình trạng thì trong tình trạng xài lướt. Các anh hả? Này. Đây. Rồi, mình ngồi lên các anh xem nha. Fatboy thì chiều cao yên 670 thì chiều cao yên nó thấp ha. Nó cái trọng tâm nó thấp mà thôi. À, vì trọng lượng thì chiếc Fatboy nó 315 kg thì so ra nó nặng chứ nó không có nhẹ, nhưng được cái bù lại trọng tâm nó thấp và cái tư thế nó ngồi kiểu một chiếc Cruiser của Harley thì nó thoải mái nha. Nó thoải mái lắm chứ nó không có bị khó chạy. Rồi, đẹp xuất sắc luôn rồi. Trong 4 chiếc này mình nghi rằng sẽ lên clip 4 chiếc mà nó siêu keng siêu đẹp mà thường các anh xem Motovanga xài lớn á. Mình nghĩ trong 4 chiếc này sẽ được giao dịch, một số chiếc sẽ giao dịch nhanh. Vì phần lớn là xe đẹp hết. Phần thứ hai thì có khuôn giá hôm nay rất là dễ chịu, dễ dùng. Chiếc này mua mới và ra tên xong lúc 2021 nó tầm 890 triệu cho chiếc xe này. Và vô đồ chơi xong thì nó phải tầm hơn 930 triệu. Mà chiếc này lăn bánh mới có 1.000 cây thôi. Tại vì cái thị trường nha, thị trường vừa rồi thì xe nó có điêu xuống cũng tương đối hơi nhiều, nên cái giá nó bị cắt xuống nhiều. Chiếc này có giá bán hôm nay là 670 triệu cho chiếc Fatboy đời 2021 lăn bánh 1.000 cây nha. Tiết kiệm đâu đó tầm 200 mấy chục triệu, gần 300 triệu cho chiếc xe này luôn. Thì các anh nghĩ nó quá hợp lý không? Có những anh không rành xe và không rành thị trường nghĩ cái xe này tại sao nó bị tệ, cái gì nó xấu, cái điểm gì mà bị cắt lỗ như vậy, chắc là nó bị đánh giá xấu lắm hay gì đó, có vấn đề gì mới cắt lỗ như vậy ha. Mình xin nói với các anh là nó không có vấn đề gì hết. Harley là mãi đỉnh rồi. Harley và những chiếc xe mô tô là phần lớn là mãi đỉnh rồi hả. Và đặc biệt những chiếc xe lướt này là không có vấn đề gì hết. Nó chỉ có một vấn đề hiện giờ là thị trường kinh tế nó đang là chậm. Thì mọi thứ nó đều chậm, mọi thứ đều phải xuống giảm giá. Bất động sản cũng giảm giá và những có giá trị lớn giao dịch lúc này thì nó chậm hơn thì nó phải giảm theo mà thôi. Nên thành ra giá nó là như vậy, nó dễ mua chứ nó không vấn đề. Vấn đề là vấn đề của thị trường mà thôi. Thì nếu mà các anh mà không thông thả về tài chính thì không mua và ngưng mua thời điểm này để cho nó an toàn bài toán tài chính của mình thì ok. Còn nếu mà các anh thông thả tài chính muốn trải nghiệm một chiếc xe mà để trải nghiệm chơi á, thì ngay thời điểm này mua một chiếc xe trải nghiệm chơi là quá hợp lý luôn. Giá chưa bao giờ tốt như thời điểm hiện tại ha. Còn nếu mà đã là cái đồ chơi rồi thì cũng có một số anh em cũng không tính gì vấn đề kinh tế gì hết trơn á, đã chơi không có tính thì mình không nói ha. Thì cái trải nghiệm ngày hôm nay thì giá nó rất là tuyệt vời, rất là dễ trải nghiệm chơi hả. Và bây giờ mà không chơi thì sau này sức khỏe nó không có thì không biết chừng nào chơi được. Nên các anh mà có điều kiện thì mua đi nha. Đang suối á. Thì
cái tầm tuổi chẳng hạn như mình sinh năm 79 đây, các anh hỏi là mình sinh năm nào, thường ngoài mình sinh năm 79, năm nay 44, 45 tuổi, tính tuổi Tây tuổi ta thì 44, 45 tuổi đó. Thì bây giờ mà không trải nghiệm chơi nữa thì bây giờ sau này tới 60, năm mấy 60 mà chúng biết lên tới được 60 ông nữa, giờ không chơi sau này ngồi nhìn người khác chơi không à. Nên là nếu giờ không có của thôi, có điều kiện thôi, vẫn trải nghiệm chơi ngon lành. Trong vòng 6 tháng đầu lúc trước á, là cắt lỗ 10%, nhưng hôm nay xin phép quý khách là mình xin cắt lỗ 12% đi. Vừa rồi cắt lỗ 10% xe nó xuống, nó hơi sâu chút xíu, mình mua lại mình lỗ cũng bị nhiều quá trong thời gian qua. Nên xin cắt lỗ trong vòng 6 tháng đầu cắt lỗ 12% nha các anh. Rồi, giờ không chơi, sau này ngồi nhìn thằng khác chơi thôi, nên có điều kiện thì cứ trải nghiệm chơi đi. Trải nghiệm sau này, không trải nghiệm nữa, tiền mình nó vẫn còn đó, bất quá lỗ mà thôi, tí xíu thôi chứ không có gì hết nha. Nó rất là an toàn và nó nâng cao cái chất chơi, chất đời sống của mình lên. Rồi, mình suối bao nhiêu đủ rồi đó, nên là các anh lựa chọn tùy các anh thôi nha. Xe mua mới tại hãng, nhập khẩu hải quan chính ngạch, nên việc công chứng sang tên rút gốc ok, không vấn đề gì. Xe này gì ta, không vấn đề gì. Thì bữa nay thì sau 15 tháng 8 thì nghe đâu là số phải định danh, nên thành ra những xe như này quý khách mua thì mình rút hồ sơ về, quý khách sang tên sắp tới là sẽ định danh vào cái số của mình luôn. Rồi, thời gian rút gốc thì nó cũng tầm 10 ngày đến 15 ngày, thậm chí là hơn 20 ngày. Thì các cán bộ thời điểm này thì cũng đang tập huấn, nghe đâu cũng đang tập huấn để cho triển khai cái việc làm định danh sắp tới từ ô tô cho tới xe mô tô. Và có một số tỉnh thì rút nó hơi lâu, hiện giờ mình cũng đang có một bộ hồ sơ nó hơi lâu tí thôi. Hơi lâu cũng nhiều chứ không phải là tí, xin lỗi. Một người anh ở Hà Nội bán chiếc xe đô mà tới giờ này 2 tháng trời hơn luôn mà chưa ra được bộ hồ sơ. Vì có ở những vùng tỉnh, vùng xã nó hơi chậm chút thì cũng gần xong rồi. Còn phần lớn là 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày xong. Hiện tại thì cũng có những nơi nó sẵn hồ sơ thì cũng 1-2 ngày cũng có nữa. So với đợt trước thì bữa nay nó cũng dễ hơn tí xíu rồi. Xe này thì tầm 15 ngày rút hồ sơ xong. Đóng thuế 1%, các anh về đâu cũng đóng thuế 1% sang tên mà thôi. Tất cả xe này đều như vậy hết. Rồi, lưu một tí cho các anh xem ha. Rồi, Fastboy Triumph, Fastbob, Fastbob. Rồi, quý khách có quan tâm chiếc nào một trong bốn chiếc này thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933891954 và 0902319854. Motovanga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn, các anh có thể tiện theo dõi thêm nha. Rồi, mình xin kết cái clip tại đây để đi ăn cơm nữa, trưa rồi. Rồi, rất là chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng, anh em, bạn bè đã quan tâm vòng 1 Motovanga. Rồi, xin chào tất cả.